Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của bản tin Địa ốc. Kính thưa quý vị, thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2015 sẽ diễn biến tích cực khi các thương hiệu chú trọng vào nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm khách hàng thân thiết để ra tăng sức cạnh tranh. Với việc giá đất quay về giá trị thật, các dự án trung tâm mua sắm trong thời gian tới cũng sẽ trở nên khả thi hơn. Đó là nhận định của ông Richard Leesmix, giám đốc bán lẻ CBRE khu vực Đông Nam Á, trong chuyến công tác cập nhật tình hình thị trường mới đây. Có thể nói năm 2014 là một năm không mấy thuận lợi cho thị trường bán lẻ bởi có sự giảm tốc trong tiêu dùng, niềm tin tiêu dùng không cao, họ không chắc với những kỳ vọng nên có xu hướng tiết kiệm hơn, ngay cả khi lãi suất đã được cắt giảm, nhưng vẫn có một số lĩnh vực hoạt động tốt như thực phẩm và đồ uống, điện tử, giáo dục. Nhìn chung, bán lẻ trong năm 2014 có xu hướng giảm trong cách người ta mua hàng khi tìm mua những mặt hàng rẻ hơn. Nhưng giai đoạn cuối năm 2014 thì niềm tin tiêu dùng đã bắt đầu quay trở lại và kỳ vọng là thị trường sẽ năng động hơn trong năm 2015. Tôi cho rằng thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2015 sẽ nhiều mới mẻ và tăng tốc hơn. Các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đã vào Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đó là về mặt dài hạn. Họ không cần thiết phải nhanh chóng thu lại lợi nhuận, mà sẽ chuyên nghiệp hóa các cửa hàng, tập trung vào chiến lược giá cả, xây dựng quan hệ khách hàng thân thiết. Điều đó sẽ rất tốt cho người tiêu dùng, bởi họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Có một nét đặc thù đối với thị trường Việt Nam là người dân thường mua thực phẩm tươi sống ngoài chợ, cho nên các trung tâm bán lẻ trong thời gian tới sẽ tăng cường mảng bán hàng thực phẩm tươi để khách có thêm nhiều sự tiện lợi. Mặc dù nhiều thương hiệu bán lẻ đang đổ về Việt Nam, nhưng hiện tại, diện tích dành cho bán lẻ mới chỉ đạt khoảng 600.000 m2 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhỉnh hơn một chút tại Hà Nội. Diện tích này không phải là lớn so với các nước trong khu vực, cho nên thị trường bán lẻ của Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu với việc ra đời của một số trung tâm thương mại cao cấp, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường có dân số đông hiện nay. Như vậy, giá bất động sản dành cho bán lẻ sẽ biến chuyển như thế nào? Từ vài năm nay, giá đất có xu hướng giảm, có thể do số chủ cửa hàng giảm đi, nên có ít khách thuê hơn. Cho nên sẽ không dễ cho các nhà đầu tư xây dựng thêm những trung tâm mua sắm trong giai đoạn này. Nhưng tôi hy vọng với việc giá đất trở về giá trị thực, thì chúng ta sẽ có nhiều những dự án khả thi hơn. Chuyển sang tin tức quốc tế, thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục tăng trưởng, mặc dù chưa hoàn toàn bình phục trở lại. Thực tế thì mới chỉ có khoảng 75% thị trường quay trở về mức bình thường. Đây là kết luận của công ty kinh doanh và phân tích thị trường bất động sản Trulia. Báo cáo dựa trên doanh số và giá cả của nhà hiện hữu, nhà xây mới, việc trả đúng hạn các khoản vay thế chấp và tỷ lệ sử dụng lao động trong lĩnh vực này. Cả doanh số và giá cả của nhà hiện hữu đều đang dẫn đầu đà hồi phục và đều đạt 82% mức bình thường, so với một năm trước đó chỉ ở mức 73% và 66%. Giám đốc Trulia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sự tiến triển của doanh số bán nhà hiện hữu và dự đoán mức tăng giá nhà trong năm nay sẽ giảm đi. Điểm yếu nhất trong quá trình hồi phục thị trường bất động sản là việc làm cho những người lao động trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi. Chỉ có 46% thị trường việc làm quay về mức bình thường, mặc dù báo cáo của cơ quan thống kê lao động từ vài tháng qua cho thấy thị trường việc làm đã có sự cải thiện. Việc sử dụng những lao động trẻ trong tháng 12 chỉ đạt 76,4%, ít hơn một chút so với con số 75,5% hồi năm trước đó và là mức cao nhất trong 6 năm qua. Báo cáo cũng nhận định việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường địa ốc, bởi khi không có việc làm thì những người trẻ sẽ sống cùng cha mẹ và như vậy thì lĩnh vực địa ốc khó mà phát triển được. Một yếu tố nữa là việc trả nợ đúng hạn. Theo một báo cáo của công ty Realtor Track, có hơn 1 triệu bất động sản bị thu hồi trong năm 2014. Đây là con số bị thu hồi thấp nhất kể từ năm 2006, nhưng vẫn chứng tỏ thị trường vẫn chưa thể trở về mức bình thường. Thực tế, số bất động sản bị tịch thu trong tháng 12 năm 2014 tăng vọt lên mức cao nhất kể từ 17 tháng do các chủ nợ vội vã muốn tất toán các khoản thế chấp. Tuy nhiên, điều này cũng có mặt tích cực. Thị trường nhà ở với giá thấp hiện nay khiến cho người mua nhà nhanh chóng tiếp cận và hoàn tất các thương vụ mua nhà của mình. Sự hồi phục của lĩnh vực nhà ở bắt đầu giảm tốc vào cuối năm 2014. Giá nhà tăng cao và tín dụng siết chặt đang làm nản lòng khách mua nhà tiềm năng, đặc biệt là những người xem xét mua nhà lần đầu tiên. Trong khi hy vọng vào thị trường bất động sản đang dâng cao vào đầu năm 2015, thì các chuyên gia lại nhận định vẫn còn nhiều cơn gió ngược có thể dập tắt sự lạc quan này. Yếu tố đầu tiên và chủ yếu chính là tín dụng. Giờ đây, việc đạt được một khoản vay còn khó hơn cả thị trường địa ốc bùng nổ. Người đi vay cần phải có điểm tín dụng cao hơn, nợ ít hơn hạn mức và phải cung cấp đầy đủ hồ sơ tài chính. Yếu tố tiếp theo là giá cả. Giá nhà đang tăng ở cấp 2 con số trong năm 2013 do hoạt động đầu tư trở lại. Nhiều thành phố ở bang Texas như Houston, Austin, giá nhà đang tăng cao kỷ lục. Trong khi có ý kiến quan ngại rằng thị trường dầu giảm nhiệt có thể tác động đến thị trường địa ốc, thì tác động từ giá dầu vẫn chưa thấy đâu. Giá nhà bình quân tại Houston và Austin hiện cao hơn mức giá trung bình trên toàn nước Mỹ. Thu nhập thấp là yếu tố kế tiếp khiến cho người trẻ không có đủ tiền mua nhà. Nguyên nhân của tình trạng này là do thị trường việc làm còn yếu. Sự hồi phục trên thị trường việc làm đang làm giảm tốc sự hồi phục nhà ở, kéo theo giảm tốc trong việc sở hữu nhà.
công ty địa ốc Julia cho biết cần phải mất vài năm sau khi có việc làm thì người trẻ mới có thể mua được nhà. Thu nhập không thể đề thuận với giá cả cũng đã khiến cho tiền thuê nhà tăng cao kỷ lục. Giá thuê nhà tăng hơn 4,5% trong năm 2015. Trong khi nhu cầu vẫn cao, nguồn cung hạn chế thì nguồn nhà cho thuê sẽ giảm trong năm 2015. Điều đó có nghĩa là nếu như người thuê nhà muốn mua nhà thì họ sẽ phải tiết kiệm tiền thuê. Lãi suất thế chấp thấp và giá khí đốt rẻ có thể giúp khoản tiết kiệm của họ dày lên. Nhưng điều đó vẫn không đủ và cho đến khi lương tăng thì việc mua nhà vẫn nằm ngoài tầm với nhiều khách hàng. Vừa rồi là phần 2 của bản tin Địa ốc và trong phần cuối của chương trình thì chúng tôi xin tiếp tục kính mời quý vị hãy cùng theo dõi những câu chuyện nổi bật sau đây. Bất động sản năm 2015, cơ hội và thách thức. Sáu mươi phần trăm người mua nhà bằng vốn vay ngân hàng.